Dạ vâng, xin chào các bác, xin chào mừng các bác anh chị đã đến với kênh tiệm giày si 88 cũng như kênh đồ si hiệu 88. Hôm nay em có một cái line giày thể thao, giày thể thao toàn giày thể thao hiệu hết các bác nhé. Đây toàn là hàng chính hãng hết mà giá rất là hợp lý của các bác anh chị nhé. Giá rất là hợp lý, rất mong nhận được sự quan tâm của các bác anh chị ạ. Số liên hệ chốt hàng của bên em là số 0987 377 553. Số Zalo là số 0919 628 425. Tất cả các đơn hàng em báo ngày hôm nay nhá, đều chưa bao gồm phí ship. Và tất cả đều là hàng đã qua sử dụng, hay còn gọi là hàng C của các anh chị nhé. Anh chị chốt hàng liên hệ vào số Zalo của em nhé. Số Zalo là 0919628425. Và số điện thoại em nhắc lại là 0987377553 anh chị nhé. Anh chị nào chuyển khoản cho em thì em bao ship cho anh chị nhé. Bên em có rất nhiều các mặt hàng khác nhau, có giày bóng đá sân nhân tạo các anh chị nhé, giày thể thao hiệu các loại, em hàng ngày bên em cứ đi đi về về rất là nhiều, thắt lưng rồi giày tây, giày công sở, giày Á, giày Âu, rất nhiều các thương hiệu khác nhau. Anh chị cũng thể search vào Zalo của em để xem thêm, biết thêm anh chị nhé. Em xin báo anh chị là đợt tới này 5 đến 7 ngày tuần nữa này em có một cái đợt thắt lưng hiệu thắt lưng đề vai mẫu đẹp, em có mới đăng bài trên Zalo, anh chị có thể vào Zalo tham khảo thêm. Anh chị nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ bên em tải lên. Trước mắt quý qua chị đây là một cái đôi chạy bộ, một đôi Nike chạy bộ có màu đều gam màu đen, đó có tổng thể là gam màu đen và đế màu trắng anh chị nhá. Chất lượng này còn rất là cao, rất là tốt anh chị. Em cố gắng quay rất là cận cảnh cho anh chị xem nhé. Đó. Anh chị ưng mẫu nào thì liên hệ với em nhé. Phần đế thì đế này siêu nhẹ luôn, đế cực nhẹ anh chị ạ. Cái đôi này nó nhẹ lắm, đôi này là đôi sản xuất dành cho chạy bộ anh chị nhé, hiệu hiệu Lai anh chị nhé. Đó, chiếc nào cũng đẹp luôn. Đây về em còn chưa không kịp bỏ báo này, nót thì nót đây, nót nguyên của nó vậy, nót caro này. Đó, nó rất là đẹp. Con này có size 42 anh chị nhé, mã số 1 size 42 này. Đó, rất là mới luôn này chị ạ, rất là mới luôn, nó cực mới luôn. Mã 1 size 42 nhé, 350 anh chị nhé, 350.000. Mã 1 size 42 giá 350.000. Anh chị nào mà xem ở đây nó chưa được thoải mái, muốn xem kỹ hơn thì liên hệ vào Zalo của em để em cung cấp hình ảnh cũng như là thông tin về sản phẩm anh chị quan tâm nhé. Đó, giá 300.000 mã số 1, em nhắc lại là mã số 1 size 42 giá 300.000. Đó, tất cả những đôi giày hãng này trên store mua mới này đều trên dưới 100 đô hết anh chị nhé. Giày hôm nay em bán là trên dưới 100 đô hết, 100 đô hết, bây giờ còn có 300-400.000 anh chị nhé, mà chất lượng còn rất là tốt này. Thay vì anh chị mua khoảng 2 triệu 8 đi ngoài 2 triệu một đôi thì bây giờ nó còn có mấy trăm nghìn thôi anh chị nhé, tài chính thì nó rất là vừa. Em nhắc lại mã số 1 size 42 này, giá 350.000, chuyển khoản nữa em thì bao ship anh chị nhé. Em lên tiếp mã số 2. Mã số 2 là một đôi siêu đẹp, siêu mới. Đó, một đôi siêu đẹp, siêu mới này. Anh chị có thể ngắm. Cái vải nó mới như thế này anh chị, cái vải nó mới như thế này. Nó mới như thế này. Một đôi đắt pot đây. Một đôi hiệu pot. Cái phần này anh chị nhìn nó mới không? Nó cực mới luôn. Êm như ru, nó phải nguyên bản anh chị nhá. Mã 2. Đó. Em xin phép được quay nhanh một chút, video nó dài anh chị nhá. Hôm nay em lên nhiều hàng, em quay nhanh một chút khỏi video nó dài. Anh chị nào mà quan tâm sản phẩm nào mà xem cảm thấy nó chưa ưng ý thì liên hệ vào Zalo, em gửi lại hình ảnh cho chị nhá. Giá 400.000 anh chị này. Giá 400.000 anh chị nhá. Giá 400.000. Toàn trên dưới 100 đô hết anh chị. Mua mới trên dưới 100 đô hết, cái phần vải mới. Mới thế chứ. Phần vải, phần dây. Mã 2 size 42 giá 400.000 anh chị nhá. Em lên tiếp mã 3. Mã 3 cũng size 42, một đôi Nike chính hãng. Hàng này hàng chính hãng, phần đế này anh chị. Đó, anh chị nhìn phần đế.
Đế hai hai con như nhau hết anh chị ạ. Nót là nót nguyên của nó này, nót nai nguyên anh chị nhá, nót nai nguyên. Đây, phần trong là phần đấy này. Con này cổ nứng anh chị nhá. Con này nó là cổ nứng. Con dáng là rất đẹp. Đó. Phun da thôi anh chị nhá, phun da. Trước là mũi da lộ này anh chị này, nó phối da lộ này. Đó. Mã 3 anh chị nhá. Giá 350.000, giá anh chị không nghe nhầm đâu. Đôi này bình thường những số khác nó bán trên 500 hết, 550.000 hết anh chị nhá. Mã 3 cũng size 42 này, giá 350.000 đi. Em bán nhanh anh chị nhá, giá 350.000. Anh chị cũng có thể so sánh những số khác những cái đồ như thế này người ta bán bao nhiêu nhá. 550.000 đến 650.000 anh chị nhá. Mã 3 size 42 giá 350.000. Em lên tiếp mã 4, cũng một đôi chạy bộ nữa. Siêu đẹp luôn, siêu mới luôn anh chị. Quá đẹp luôn. Phần đế này anh chị. Em nhắc lại tất cả giày hôm nay em lên đều là giày chính hãng hết anh chị nhá. Đều là hàng chính hãng hết. Anh chị xem video thì đừng tua nhé, tua thì biết đâu mình tua đi một tí thì xem nó không bao nhiêu thời gian đâu, như để mình lựa những cái mẫu mình ưng ý nhất anh chị nhé, đừng tua video nhé, nó không mất bao thời gian của anh chị đâu, em cố gắng quay kỹ một chút. Đó. Mã 4 anh chị nhé, mã 4 có size 40 anh chị nhé. Mã 4 này size 40 này, giá 300.000. Anh chị không nghe nhầm đâu, mã 4 size 40 giá 300.000. Mã 4 size 40 giá 300.000, một đôi giày chính hãng. Em qua mã 5. Mã 5 một đôi Fina. Đó, một đôi Fina cực đẹp anh chị. Đó, phần đế này. Đấy, nó quá đẹp rồi. Con này size 41 anh chị nhé. Form cực đẹp rồi. Form dáng cực đẹp luôn anh chị. Đó, ok cho anh chị ngắm. Size 41 anh chị nhé. Size 41 anh chị nhé. Mã 6 này. 41 này. Cũng giá 300.000 này. Giá 300.000 này, em bán lấy tương tác anh chị, thực sự thực lòng mà nói em bán lấy tương tác. Lấy lượt người xem, lấy lượt người đăng ký các bác nhá. Các bác vào xem kênh thì vui lòng dành cho em nút chia sẻ, nút đăng ký kênh anh chị nhá. Đó. Và còn một điều này nữa này, cũng vừa nói vui cũng vừa nói rất là thật ấy. Cái này cũng là kinh nghiệm của em từ ngày xưa. Các bác mua hàng thì đây này em nói không phải tất cả như thế nhá. Nhưng nó phần nghiêng về những cái kênh mà họ ít người xem, họ bán nhiều mặt hàng mà các bác xem cảm thấy nó ưng ý và lượng người ít xem thì các bác có cơ hội mua với giá tiền nó thấp hơn. Đây này em chia sẻ rất thật, đây là kinh nghiệm trước của em chia sẻ rất là thật. Nhưng mà bên cạnh nó cũng không hẳn là những kênh mà đông người xem mà hàng của họ không tốt, không phải thế. Hoặc là họ bán đắt cũng không hẳn như thế. Như thường thường nó thiên nghiêng về là những kênh nào mà họ ít người xem, bởi vì ít người xem các bác thừa hiểu là họ sẽ làm như nào rồi. Đấy, như bản thân em đấy, vì lượng người tương tác bây giờ bán hàng rất là khó các bác đấy, nó rất là khó, cho nên yêu cầu thứ nhất là mình phải cái độ tin tưởng, thứ hai về chất lượng các bác, và thứ ba là về giá cả. Thì bây giờ nếu mà có 5 món hàng mà có 10 người mua thì giá phải khác, nhưng có 5 món hàng có 1 người mua thì người ta tha hồ chọn các bác, thì buộc lòng chúng em phải hạ giá thành xuống. Đấy, đáng tuổi một đôi giày mình lãi 20.000 mình chỉ lãi 10.000 thôi cũng phải bán. Đây là em chia sẻ rất là thật chứ không phải giấu đố gì các bác đâu. Bây giờ kênh người ta hàng nghìn lượt xem, 500-700 lượt xem thì họ bán, bác không mua người ta bán người khác ngay. Đấy, thế nhưng những kênh ít người xem thì buộc lòng phải bán. Đấy thì em cũng chia sẻ rất là chân tình ấy. Thì các bác cũng nên nghiên cứu xem là có hợp lý hay không các bác nhé. Em lại lan man rồi. Mã 6 size 41 giá 300, giá chuyển khoản này bao ship.
các bác nhé, chuyển khoản thì em sẽ bao ship các bác nhé. Một đôi Fina như thế này các bác có thể so sánh những kênh khác họ bán bao tiền. Tiếp theo qua mã 7 mà đẩy một đôi Reebok, à một đôi Rockdan. Một đôi Rockdan thì đẹp quá, một đôi Rockdan đẹp quá. Phun ra đây các bác nhìn. À, giờ cũng chớm bắt đầu vào mùa hè rồi, cũng nhiều bác săn đi săn giày thể thao, săn những mẫu giày thể thao cực đẹp luôn. Một mẫu thể thao quá đẹp luôn các bác. Thực sự là nó đẹp. Một đôi giày chính hãng Line. Quá đẹp luôn. Đó. Một đôi Rockdan cực đẹp, hàng hàng chính hãng. Này cái phần này các bác có thấy êm dịu, nó vẫn còn nguyên. Đó. Đồ này mua mới trên store nó khoảng 150 đô. Khoảng 150 đô các bác nhá. Phun ra luôn. Không lỗi luôn các bác nhá. Lỗi thì em báo lỗi. Cái này quá đẹp, đẹp quá trời luôn các bác. Trời này trời. Đẹp quá. Đó. Không có mã 5. Mã 7 các anh chị nhé. Mã 7 này, không có mã 5 rồi. Mã 7 này. Này có size 42 này. À không phải. Này không phải size 42. Mã chờ em xíu em kiểm tra size nó. Size nó tít dưới đây. 42. Size 42 này. 450.000 các bác ơi. 450.000 các bác nhá. Em nhắc lại là mã 7 một đôi Rockdan này size 42 giá 450.000. Mã 7 size 42 giá 450.000 các bác nhá. Giày này các bác không nỡ mua thì mua giày nào nữa. Em lên tiếp mã 8 này. Mã 8 cũng một đôi Rockbot nữa. Đôi này size nhỏ anh chị nhá. Đôi này anh chị nào mua cho con này, mua cho vợ cho con, anh chị nào có chân cô tấm thì chốt đôi này anh chị nhá. Chân cô tấm thì chốt đôi này. Đó, độ mới quá cao ạ. Rất là mới luôn. Đó. Này mã 8 anh chị nhé. Quá đẹp rồi. Con này size 36 anh chị nhé. Con này size 36 này. Mã 8 này, có size 36 này. Giá 250.000 các bác nhé. Giá 250.000. Đó là chốt đôi này em lấy giá 250.000 các bác nhé. Chuyển khoản thì bao ship nữa. Thì còn có 220.000 các bác. 220.000 các bác mua đôi giày gì? Đôi giày Siberi tàu các bác nhé. Đi một cơn mưa về các bác vứt các bác nhé. Các bác chỉ mua được như thế thôi. Đây một đôi giày hàng bãi. Mã 8 size 36 giá 250.000 các bác nhé. Các bác không hề nhầm đâu. Em tiếp mã 7. Mã 7 một đôi này thì nó thực sự là em không bán giá thấp được, bởi vì đôi này nó quá đỉnh. Nhưng thực sự em không bán giá thấp được các bác nhé. Đôi này có size 42. Một đôi giày nó cực đỉnh. Đôi giày chính hãng. Thực sự là nó đẹp. Cả về kiểu lẫn form các bạn. Cả về kiểu lẫn form các bác nhé. Cả về kiểu lẫn form. Đó. Quá đẹp luôn. Các bác nhìn cách người ta phối này. Một đôi giày Nike chính hiệu. Một đôi giày Nike chính hiệu các bạn. Size 42. Đôi này mua mới nó khoảng độ trên dưới 4 triệu các bác nhá. Phun ra. Mua mới trên dưới 4 triệu các bác nhá. Trên dưới 4 triệu cho một đôi này. Đôi này có bác nào mà chạy mô tô thì nó đỉnh rồi, đỉnh cao rồi. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Đẹp đến đâu thì em chỉ lấy các bác giá 5 đến 500.000 nó mã 9 này. Size 42 này, giá 500.000. Thực sự này em bán lấy tương tác các bác nhá. Em bán lấy tương tác. Một đôi không thể chê vào đâu nữa. Nếu nói về hàng si các bác nhá. Nếu nói về hàng si một đôi không thể chê vào đâu nữa. Giá 500.000, chuyển khoản thì bao ship. Các bác nhìn kỹ nhé, nhìn kỹ hàng và nghe kỹ những gì em nói các bác nhé.
Lô này mua mới trên dưới 4 triệu các bác nhé. Em nhắc lại là mã 9 size 42 giá 500.000. Hôm qua tiếp mã 10 toàn những giày hãng đẹp. Toàn những giày hãng đẹp. Đôi này thì phun ra từ trong, từ trên dưới, từ trong ra ngoài các bác. Các bác nhìn cái giày này, nó có đẹp không? Quá đẹp. Cái này là nó có dính dính được các bác nhé. Nếu các bác không thích về các bác lột bỏ đi được nhé, thì nó sẽ trần da như thế này. Toàn bộ là da lộn hết, da mài hết các bác nhé. Toàn bộ da mài hết lên tận cổ luôn các bác nhé. Đó. Còn không các bác cho dây vàng, các bác đậy vào như thế này. Có khi các bác buộc dây và các bác đậy đậy cái tấm vào này. Đó. Đậy cái tấm vào này. Đó. Quá đẹp luôn các bác. Một đôi Adidas. Mã 10. Một đôi Adidas. Hàng chính hãng. Giá 500.000 các bác. Mã 10. Size 42. Giá 500.000. Chuyển khoản bao ship. Mã 10 size 42 giá 500.000, chuyển khoản bao ship. Hôm qua mã 11, một đôi Adidas. Đó. Một đôi Adidas chính hãng, đế xốp anh chị nhá. Đế thì đế xốp. Rất là nhẹ, siêu nhẹ luôn. Các bác nhìn đế đủ uy tín chưa? Các bác nhìn đế uy tín nhỉ. Đó. Chuyển khoản em bao ship, chuyển khoản em bao ship các bác nhé. Mã 11. Mã 11 này. Nó size 41 này. Giá 300.000 anh chị nhé. Anh chị không nghe nhầm đâu. Mã 11 size 41 giá 300.000. Mã 11 size 41 giá 300.000. Hôm qua mã 12 chị nhé. Mã 12 một đôi đắt sò. Mã 12 một đôi đắt sò. Rất là đẹp luôn. Một đôi đắt sò còn rất là mới anh chị nhé. Một đôi đắt sò rất mới. À, nó thì còn nguyên. Nguyên luôn. Em cũng xem nhiều rồi. Những cái đôi như thế này các bác bán 550.000 đến 600.000 một đôi đắt này. Những cái kênh lớn họ bán. Một đôi đắt sò. Quá đẹp. Em bán các bác 350.000. À, các bác cũng có thể tham khảo nhé. Các bác tham khảo giá những kênh khác hàng như thế này các bác nhé. Mã 12. Size 42. Giá 350.000. Em nhắc lại này. Một đôi đắt sò đẹp, cực đẹp luôn. Một đôi đắt sò cực đẹp các bác nhé. 350.000. Qua mã. Qua tiếp một mã một đôi cực kỳ mới. Một đôi cực mới các bạn. Một đôi cực mới, như hàng trên trên trong hộp bỏ ra luôn. Một đôi cực mới các bác nhé. Đó, một đôi cực mới. Một đôi line Ari, một đôi Ari móc câu. Hàng chính hãng các bác nhé. Một đôi line đế hơi. Một đôi line móc câu đế hơi. Hàng chính hãng. Cực đẹp. Năm trăm năm mươi nghìn. Bán cho nó nhanh. 550.000 các bác nhé. 13 này. Size 42 này. 550.000. 550.000 các bác nhé. Bác nào nhanh nhỉ, con đùi này mới cứng luôn. Quá mới luôn. Em nhắc lại này, mã 13 size 42 giá 550.000 các bác nhé. Tiếp theo em lên mã 13 một đôi Puma.
Ông Puma này thương hiệu toàn cầu rồi, cho dù nó sản xuất ở đâu các bác nhé, các bác nhìn giày các bác có thể là biết rồi chất lượng như thế nào rồi. Nót Puma xịn chính hãng luôn, đế kép khâu đã khâu đế và đế kép, cái đế này muôn thuở luôn các bác nhé, đế thì muôn thuở luôn. Cái này mỗi size nhỏ rồi, các bác nào size chân nhỏ thì đi chốt đôi này nhé. Đó. Quá đẹp luôn các bạn, sự này thấy nó đẹp. Đó. Cái này có size 37 đây anh chị nhá. Mã 14. Một đôi Puma có size 37. Mã 14, một đôi Puma size 37. Bác có thể nhìn nhìn những cái đường chỉ của nó đây, nhìn đường chỉ chạy đâu. Đường chỉ gần như mới tinh, chỉ dù gần như mới tinh các bác nhá. Mã 14 này. Size 37 này. Giá 350.000 đi. Mã 14 size 37 giá 350.000, mã 14 size 37 giá 350.000 đấy chị nhá. Em mà xin phép qua mã. Qua mã 18 này. Một đôi 42 này. Một đôi hàng chính hãng luôn. Các tem nhãn thì thường nó đóng trong này hoặc đóng ở dưới các bác nhá. Đôi này sản xuất ở El Bador cái gì đây. Nó tít ở dưới. Nó tít ở dưới. Marine cái gì đây. Sao xấu quá em không đọc rồi. Tít dưới đi. Nó sâu quá tít ở dưới các bạn. Đôi hàng chính hãng. Đôi sản xuất ở El Bador. Các bác nhìn đế này. Đế Vietham này. Cái đế này thương hiệu đế của Mỹ. Một cái đế. Các bác nào mà chơi dài nhiều các bác nhìn thấy cái đế này các bác biết đã là dòng đế uy tín rồi các bác nhá. Cái đôi dài. Quá đẹp luôn. Giá này quá hợp lý các bác. Cái này có size 42. Size 42 các bác nhé. Mã 15 này. Size 42 này. Giá 350.000 này. Giá 350.000 các bác. Giá 350.000, mã 15 size 42 giá 350.000. Mã 12 size 45 size 42 giá 350.000. Cái phần đế này nó như kiểu nó bọc thép nhưng không phải là thép các bác nhá, nó cực kỳ cứng. Ở phần mũi này này. Em nhắc lại là mã 15 size 42 giá 350.000. Liên tiếp một mã phun ra nữa, phun ra đế kép khâu đế đế kép luôn các bác. Một đôi lai, một đôi lai phun ra các bác nha, một đôi lai của nấng phun ra form dáng thì nó đây quá đẹp luôn các bác. Đó. Cái này mở ra mở vào rồi các bác nhé, phần này êm này, phần này để bông này. Đấy. Cái này có size 42 các bác nhé, một đôi phun ra size 42 này. Đó. Quá đẹp luôn. Đế kép đã được khâu đế cẩn thận các bác nhé. Mã 16 này. Size 42 này. Giá 350.000 này. Một đôi phun da size 42 giá 350.000, giá thật sự là giá nó quá rẻ các bác. Đó. Các bác nhìn thấy đường chỉ đâu, đường chỉ may đâu. Đế này thì muôn thuở rồi các bác nhé. 16. Em mình tiếp tiếp một đôi đát đát dạng bata nữa các bác ơi. Đó. Một đôi đát dạng bata này. Em nhắc lại tất cả những đơn giản lên đều là giày chính hãng hết các bác nhé, đều là giày chính hãng 100% hết chứ không có giày fake cho các bác nhé. Nó đã qua sử dụng hay còn gọi là hàng si. Một đôi dáng bata, một đôi Adidas dáng bata size 40 các bác nhé. Đó. Em nhắc lại một đôi đát dáng bata size 40. Giá 300 các bác nhá, giá 300. Em bán lên tương tác thực nào mà nói em bán lên tương tác các bác nhá.
17 này, size 40 này, giá 300. Em nhắc lại, mã 17 size 40 giá 300 các bác nhá. Mã 17 size 40 giá 300. Đấy, các bác nào mà chân nhỏ nhỏ thì chốt luôn này, đi muôn thuở luôn các bác nhá. Muôn thuở sang xịn. Em biết tiếp một mã cổ nừng nữa không này, mấy mã cổ nừng. Cái này có size 41 các bác nhá, phun ra. Các bác có thể nhìn thấy cái độ đẹp của nó không ạ? Nhìn thấy cái độ đẹp của nó không ạ? Nhìn thấy cái độ đẹp của nó. Các bác có thể nhìn thấy cái độ đẹp của nó không? Đó. Quá mới, quá đẹp luôn các bác. Phần đế này. Đó. Quá đẹp luôn. Đó. Mã 18 này các bác ơi. Rồi em nhắc lại, đôi này đã được chạy chỉ hết rồi anh chị nhá. Đã được chạy chỉ hết rồi nhá. Mã 18 size 41 350.000, giá 350.000 anh chị nhá, giá 350.000. Em nhắc lại là một đôi mã 18 size 41 giá 350.000, mã 18 size 41 giá 350.000. Giờ là rồi, đôi giày như thế này giá 350.000. Các bạn ý ẩm như thế đó. Đây, em còn một size lớn nữa này. Con này size đại này các bác này. Các bác nào mà chân to một chút luôn này em đảm bảo các bác đi 10 năm. Đi 10 năm luôn các bác nhá. Đi 10 năm không hỏng. Phun da, da phối vải lụa. Đế thì gần như dạng đế kép các bác nhá. Nút vặn. Đây là hàng nút vặn các bác nhá. Đó. Đó. Cái này có thể các bác vặn nhá, vặn ra, vặn vào nhá các bác nhá. Chứ không phải buộc rơi. Đây form dáng thì nó đây, tuyệt vời luôn. Đấy là muôn thuở các bác nhá. Đó. Mã này em nói trước nó có size 44 các bác nhá, size 44. Mã 19 size 44 các bác nhá. Mã 19 size 44. Mã 19 size 44. Nó lại là mã 19 có size 44 các bác nhá. 19 này. Size 44 này. Đó, giá 500.000. Em nhắc lại là mã 14 có size 40 à, mã 19 size 44 giá 500.000. Chuyển khoản đi bao ship. Mã 14 size 44 giá 500.000 anh chị nhá. Đôi giày này anh chị nếu phải mua mới thì không dưới 3 triệu anh chị nhá. Anh chị mua mới không dưới 3 triệu. Em đảm bảo không dưới 3 triệu anh chị nhá. Đây nút vặn đây anh chị nhá. Hai bên nút vặn anh chị nhá. Đó. 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 Mã này cũng là mã cuối cùng của video của em ngày hôm nay nhá. Rất mong nhận sự quan tâm ủng hộ của các anh chị gần xa. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị nhé.